Xin chào tất cả các bạn, mình là Trang từ công ty du lịch Hoàng Anh Phát. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề bí mật của giá tour du lịch. Đã bao giờ các bạn thắc mắc một điều rằng là tại sao trên cùng một chương trình tour, chung những điểm tham quan mà mỗi công ty du lịch lại có một giá khác nhau? Nhiều lúc thì những công ty này họ chênh nhau mấy trăm, khi thì lại cách nhau cả triệu. Liệu có phải rằng là công ty kia họ lấy lời quá cao chăng? Hay là bạn đã may mắn cho nên lựa chọn được một tour du lịch giá rẻ, tour bán lại, tour ngày vàng, giờ vàng? Trước khi vào trả lời câu hỏi này thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên lưu ý một điều vô cùng quan trọng, đó chính là tour du lịch là một sản phẩm vô hình. Khi bạn mua thì bạn không thể nào cầm nắm hoặc là quan sát nó bằng mắt được. Ngoài những cái điểm tham quan mà các bạn có thể đọc được trong chương trình tour thì đến 80% những cái phần còn lại, bao gồm như là hướng dẫn viên có nhiệt tình, giỏi, thân thiện hay không, ăn uống có ngon hay không, khách sạn có sạch đẹp, xe có thoải mái, họ có chăm sóc khách hàng tốt hay không, thì chỉ khi mà bạn bỏ tiền ra rồi, bạn mới có thể trải nghiệm được điều đó. Và điều thứ hai, mình là một người bán tour, và hơn ai hết mình hiểu rằng là không một người bán tour nào người ta đồng ý bán cho bạn lỗ đâu. Và chỉ có một chân lý duy nhất, đó chính là tiền nào thì của nấy, giá nào thì dịch vụ đó. Và cụ thể hơn thì mình có thể nêu ra một vài cách mà các công ty du lịch thường sử dụng để có thể giảm được một tour du lịch xuống cả triệu. Ví dụ như là họ giảm thời gian tham quan nghỉ ngơi của bạn, thay vào đó là các điểm mua sắm mà không hề có trong chương trình tour. Hoặc là họ sẽ có thể tăng thêm giá tiền của một vài dịch vụ đi kèm mà với giá rất là nhỏ thôi, ví dụ như là tiền tip hay là tiền visa hay tiền phòng. Hoặc là họ cũng có thể cắt giảm một vài điểm tham quan của bạn, thay thế bằng nhiều option với giá cao hơn. Hoặc là họ cũng có thể cắt giảm một vài bữa ăn của bạn và thay vào đó là những bữa ăn với giá gấp 2 đến 3 lần. Có phải bạn suy nghĩ rằng đó là option cho nên bạn có quyền mua hoặc là không mua đúng không nào? Nhưng mà trên thực tế thì là bạn chẳng có sự lựa chọn nào cả. Bạn thử nghĩ lại xem có phải là lần nào bạn cũng mua chúng hay không? Bất kể là vì lý do gì đúng không nào? Vậy thì khi mà chúng ta đi về rồi, chúng ta tổng kết lại tất cả chi phí thì có phải là bạn thấy nó chênh lên quá là nhiều so với cái chi phí ban đầu mà bạn dự kiến hay không? Vậy thì có thực sự là một tour giá rẻ hay là một tour rẻ mà hoa mắt đúng không nào? Và bạn đã từng gặp qua trải nghiệm như vậy lần nào chưa? Bạn có thể comment xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau biết về điều này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe video của mình. Tạm biệt tất cả các bạn.